Chào mừng các bạn đến với Vườn Hoa Thiên Nhiên. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách cắm hoa trưng bày cho vườn tại nhà. Nếu các bạn yêu thích trang trí và nghệ thuật cắm hoa thì hãy đăng ký với kênh của mình để xem nhiều video khác nhé. Còn bây giờ, mình không chần chừ gì nữa và hãy bắt đầu thôi. Các bạn ơi, đây là bụi hoa hydrangea, còn được gọi là hoa cẩm tú cầu ở trước nhà mình đó các bạn. Mấy hôm trước trời nó còn mát á, hoa nó rất là đẹp, mà dạo này trời nó bắt đầu nóng thì hoa cũng đã tàn rồi. Mình sẽ cắt vài đoá hoa tươi mà còn đẹp á vào để dùng cắm bông nhé. Hellebores là một loài hoa thường thường nở vào tháng 1, tháng 2 đó. Và bông nó bắt đầu màu trắng rồi nó từ từ nó chuyển ra màu xanh. Cái này á, là bông nó đã tàn rồi đó, nhưng mà bởi vì cái cánh hoa nó vẫn còn giữ nguyên và màu xanh, mình sẽ cắt đem vào làm filler cho cái bình bông của mình nha. Mình cũng nhờ anh xã mình cắt cho mình mấy nhánh wisteria vine đã rụng hết lá rồi, thì nhánh nó sẽ khô như thế này, nhưng mà khi cắm vào chậu nó sẽ nhìn rất là đẹp đó các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cắm hoa cùng mình ha. Trước hết là các bạn cần một cái chậu. Ở đây mình có cái chậu màu nâu như thế này, nó có hơi phong cách một chút. Mình mua ở chợ này cũng đã lâu rồi đó các bạn. Nếu các bạn không có, các bạn cũng có thể dùng bình thủy tinh. Và một miếng kẽm chicken wire để mình bó lại rồi mình trả nó vào trong đó các bạn, để giữ cho hoa cứng. Một cái bọc plastic, mình dùng cái này để line cái chậu của mình nha, cây kéo. Và dĩ nhiên là những đóa hoa mình vừa mới cắt. Còn đây là wisteria vine khô của mình. Rồi bây giờ mình bắt đầu thôi nào.
Và như thế là mình đã xong được một chậu hoa rất là dễ thương rồi nè các bạn. Cách cắm hoa đơn giản này các bạn có thể dùng để trang trí cho nhà, cho vườn mình, hoặc cho những dịp hội như sinh nhật nè, hội tụ bạn bè. Rất là dễ làm và rất là dễ thương các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích trồng hoa và cây ăn trái trong vườn, trang trí và cắm hoa nghệ thuật thì đừng quên đăng ký, like và share nhé. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.